Shopmobiviet.vn bán ít điện quân rẻ nhất Việt Nam. Giảm giá cực sốc lên đến 50%, random cực kỳ hấp dẫn. Đảm bảo mọi tài khoản trên shop là trắng thông tin, hoàn toàn có thể đổi mật khẩu được. One, hai, three, đấm. Dạ vâng, vẫn là những pha đấm trộm đặc sản chỉ riêng của Scott. Dù có đi phẫu thuật thẩm mỹ, khuôn mặt xấu xí hay xinh đẹp như thế nào, và avatar mới xịn sò ra làm sao, thì phong cách chơi của Scott trong phiên bản mới vẫn hơn à, tay to, không bao giờ chết đói. One hit, one kill. Đấm trộm thần trưởng nha. Với những pha cấu rỉa như vậy thì anh em sẽ khiến tướng địch phải biến về, và các bạn có cơ hội là đi gank hỗ trợ team sau khi dọ lính với cái giày Hermes trên tay. Cái giày Hermes trên chân. Di chuyển cực kỳ nhanh và thậm chí có thể chạy xuống hẳn lên rồng hỗ trợ team. Việc thì rất là đơn giản thôi. Ở trong cái bụi, quay tay, ấn cái chiêu 2 lên tầm 3 điểm lao ra bằng cái chiêu 1. Đánh thường thì nó vừa hay là 5 điểm, quay tay thần trưởng, tiếp tục lướt thêm chiều 1 là có mạng thôi anh em ơi. Ở bé Ena làm gì vậy? Mùa tứ nghiệt trảm cho mình xem nào. Rồi, tiếp tục mùa đây. Sau đó thì có con chim bay trên đầu, con quạ đen bay trên đầu và úp mặt vào sông quê ngay lập tức. Bây giờ là anh em hết sức cẩn thận nha, bởi vì không thấy quyền vương đâu. Thanh niên đây rồi. Vừa mắt mình lêu lêu đồ ngốc. Ra đây. Rồi, tất cả đã bị bao vây. Không, chỉ bao vây một đứa thôi. Bây giờ mình quay tay sẵn ở đây đợi nha. Vỡ mặt luôn. Có cần phải thế không? Chỉ bắt một đứa thôi. Một tá skill ultimate vào mặt. Thế thì hơi phí rồi nha anh em ơi. Wow, đồ đánh rất là tốt. Và việc đi gank hỗ trợ team mang rất nhiều lợi thế cho team. Bằng cái quan chất tướng này, và khi anh em có đồ rồi thực sự sẽ hóa thành Saitama của Game of Mobile. One hit one kill với thương xuyên phá phù hợp kiếm và cái nhanh nha. Mặc dù hôm nay là mô Việt, đây là trận đấu thứ hai của mùa mới, thành ra là chưa chỉnh cái phù hiệu mới của Scott, thành ra là dùng tạm đấy là cái lý do anh em ơi, thành ra hoài nhưng mà do lỗi của mình chưa chuẩn bị sẵn cái phù hiệu của Scott, chứ mình tính là dùng cái du hiệp cơ. Bây giờ du hiệp nha anh em, đấm một phát sau 3 giây nổ đam sát thương phép bằng 10% máu tối đa. Đam sẽ to hơn cái thần quang này nhiều. Rồi, nhưng mà 3 giây sau nó mới nổ. Thì các bạn sẽ rất là mạnh những cái pha cấu rỉa, đốt bụi cấu rỉa thời điểm đầu game. Nhưng mà ấy, cái đa pha các bạn muốn nổ đam luôn, các bạn muốn ăn hit ăn kill thì nó lại không có đâu. Có kiểu là đấm tướng địch còn xíu máu ấy, như kiểu còn 200-300 máu ấy, thì tướng địch sẽ bị chết ngay lập tức. Thì không có đâu, thì tướng địch sẽ chết sau vòng 3 giây. Mà tướng địch cứ nghĩ là được chạy được rồi, nhưng mà vẫn lên bản đến số. Cái đấy là cái cú cực kỳ nha. Giống như kiểu dính độc của Merga ấy anh em ơi, rất là thú vị. Nên mình muốn hứa anh em lên cái phù hiệu đó. Rồi, combo thần thánh đẳng cấp thượng thừa chỉ có tại Mobavit. Không, cái này anh em nào cũng biết thôi, vì nó rất là đơn giản. Các bạn chỉ cần nước bụi, kích hoạt chiêu 2 lên 3 điểm, lướt chiêu 1 xong ấn tốc biến thật là nhanh, đánh thường, quay tay chiêu cuối, tiếp tục lướt chiêu 1 và có phần thưởng dành cho anh em, đó là ngửa bụng. Một là các bạn ngửa bụng, hai là tướng định ngửa bụng, còn tùy thuộc là các bạn combo có trúng không. Rồi, vị anh em ơi, lên này. Rồi, đánh thường, quay đáy hất vệ, tiếp tục chơi một đánh thường, siêu việt. Đi gank mang rất nhiều lợi thế cho team, còn bạn Ena ấy, bạn ấy chỉ có ôm trụ farm thôi, và đi gank thì không có hiệu quả bằng mình. Đấy, mặc dù bạn có thể phá được cái trụ này, nhưng mà cái điều mình mang về cho team thì nó rất là nhiều nha. Rồi, thích chơi à? Ôi, đấm phát kìa anh em ơi. Tốc biến đi đâu ơi vậy? Tốc biến. Ôi, ơi, được. Chuyển trạng thái nhanh đấy, này nhanh đấy.
Từ từ mình sẽ phá trụ cho bạn, không phải ép đâu. Chưa xuống đã chết, ép CC gì. Bình tĩnh nha. Khi mà tướng địch đã chỉ nhăm nhăm phá trụ thì mình cũng không cản ở đâu. Cái phong cách chơi của mình đó là đi ganh hỗ trợ team. Sau đó thì mình về lên, mình lại ép tướng địch lại lấy trụ lại dễ dàng mà. Không có gì phải vội anh em ơi. Hà Nội không vội được đâu. Volcat đang cân 3, cố lên Volcat. Volcat cân 3. Rồi rồi, không cứu được Volcat. Tưởng tượng bạn cân 3 được. Thế này nha, mình đứng nhìn một chút xíu. Nhưng mà cuối cùng thì các bạn ơi, vẫn phải đến mình xơi mạng hộ bạn Volcat. Mặc dù đã cố gắng quay tay trúng mặt click nắc để cứu Volcat nhưng không có được. Circuit mạnh ở cái khả năng đi gank hỗ trợ team, combo cực kỳ khỏe phá đội hình team bạn mở giao tranh. Và đặc biệt cũng có khả năng là đẩy trụ lén cực kỳ dễ, bởi vì những phát đấm lên trụ của anh em là một phát nửa máu cây trụ luôn. Ôi cái gì vậy? Vườn của Whip nào lên dính ngay choáng. Và tiếp tục buồn của Ela. Quay tay đại pháp có mạng bingo. Đánh sơ cơ thì cái ngọc này rất là đơn giản anh em ơi, các bạn xài ngọc 100 xuyên giáp. 100 xuyên giáp nha, chứ không phải xuyên giáp phép. 100 xuyên giáp này, đưa ngọc đỏ và ngọc lục đều là công lý và xuyên giáp rồi. Ngọc tím thì anh em sẽ xài ngọc 10% tốc chạy. Các bạn có cái gì nắp vô là cứ 10% tốc chạy là ok. Không quá phải chính xác 100% đâu. Mặc dù cái phù hiệu thần quang bị phế rồi, nhưng mà nếu anh em biết chơi thì Circuit vẫn khá là thích hợp với cái phù hiệu này. Đấy, double kill ngay lập tức với combo chưa một tốc biến. Nó cực kỳ đột biến nha anh em ơi. Có ai thủ của mình không? Ây da, có khi là mình phải về thủ thôi. Các bạn nha, Ena này. Rồi đang bạn ấy đang múa chiêu ở cái trạng thái loan đao, thành ra là khá là trâu. Sau đó thì vẫn ngửa bụng anh em ơi, chạy đi đâu? Chạy hộ mình với. Rồi. Đâu đâu đây 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 đây. Wow, đầu tư công phu từ vị trí của Adum. Bạn ấy chơi rất chắc bài này. Đấy, tức định là tóm chiêu cuối luôn. Ăn tà thần đi các bạn ơi. Xôi tà thần rồi anh game đi. Sở cốt là khi các bạn xanh là các bạn cũng không được ảo tưởng nha. Đây là con tướng máu rất là mỏng. Máu rất là mỏng luôn. Mặc dù mang tiếng là đấu sĩ, nhưng mà máu các bạn cứ nghĩ nó là một con tướng sát thủ đi. Được máu thì rất là yếu. Nhưng mà nếu anh em sử dụng cái phù hiệu phong cách du hiệp thì anh em sẽ được tăng thêm máu tối đa khi farm quái phong lính này. Tích tụ cuối game là máu cũng rất là ok đấy. Còn cái du hiệp thì nó nổ đam như kiểu cái thần quang, nó chậm hơn thần quang một chút xíu thôi, đúng không? Tại sao mà Volcat yếu vậy? Bị con bọ nó vờ thôi. À, cả kia nhau. Rồi mình đến đây. Ăn rồng à? Ăn một đấm nửa cái máu. Rồi một phát đấm nữa thì chắc là ngửa bụng thôi. Hiện tại đang trong 7 trận đấu khởi động của mùa mới. Mức rank ban đầu là tình anh 2. Chắc là vài trận chắc là lên cao thủ mất tiêu rồi. Không biết là rank mùa mới của anh em có thôi được hay không. Nhưng mà Mô Việt cảm thấy là con sở cốt này đấy. Quay. Thôi đánh làm gì nữa, một đấm của người ta đã chết hai người rồi. Phát nữa này, ui, đấm thường nhẹ cái hơn 3k đam. Thôi nghỉ đi các bạn ơi. Một số anh em không vào được game thì các bạn xóa game đi, tải lại nha.
Cái này các bạn có wifi thì rất là dễ, còn anh em không có wifi thì hơi bị vất một chút xíu. Nhưng mà chúng ta chỉ có thể làm như vậy thì mới vào được game. Ok, và video clip Bồ Việt chơi Circus trong phiên bản mới thực sự là quá khỏe luôn anh em ơi. Đấm thực sự rất là đau như mọi khi nha. Đúng là Saitama của Genoko Gomai có khác. Đấm không trượt phát nào. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.